Rồi, hello chào bạn. Thì không biết bữa nay có ai thích trồng sung dâm cành không ha? Giờ mình đây dâm với thuốc N3 rồi. Đây. Dâm được mình đã ngâm được tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái mai mình trồng lên hồi đó mà những cây sung hồi đó mình trồng lên mình xem nha. Đây, lá xanh rất tốt đây. Những cái sung mình trồng hồi xưa. Nói chung hồi xưa mình dâm mình nữa mình cũng không chắc ăn lên lắm nên mình cũng không có chia sẻ với các bạn. Bây giờ nó lên rồi. Giờ có trái rồi bạn. Đây, có trái đây. Các bạn thường thường canh trái thì người ta canh nước canh đầu, nhưng mình ở đây mình canh trái là khi mình để gần Tết á. Giờ mình nó ra những cái trái này nè, nó ra những trái như vậy mình sẽ lặt những cái trái nó đi. Chừa khoảng chừng còn 20 mấy bữa nữa là mình lặt cho nó ra được thứ hai. Là được thứ hai nó nhú nhú cỡ như vậy nè, nhú cỡ như vậy là khoảng chừng 20 bữa nữa là vừa đủ vừa tới Tết rồi mà. Bằng canh sau còn 20 bữa nữa mà nó nhú vậy nè là nó vừa đỡ Tết nha. Thì mình thường thường mình canh vậy không à. Thì đó là những cái sung có trái, còn những cái sung này thì mình đã dâm canh rồi lên rất tốt, những cái mầm đỏ như là những mầm trái bạn. Thì bạn muốn dâm cái sung có trái á, là trước tiên là bạn phải lựa những cây sung có trái nha. Cái sung có trái bằng cắt đây mình đã dâm thì đây mình đã cắt, mình đã coi bôi keo Mỹ Tiến trên hai đầu rồi. Và thường thường thì các bạn đừng có tọt nha, bạn lấy cái cây bằng phét lỗ nè, đó phét lỗ gì bạn bỏ nó xuống nha và lắp đắp thôi. Tại khi nhặn cứng lại, tại khi bạn tọt xuống nó sẽ tróc lớp da ra, nó làm cho cây nó không được ấy, nó làm cho cái cây bạn nó bị tróc da nó không sao không ấy. Mình đã tọt sẵn rồi đây, những cái là để tiết kiệm thời gian này. Giờ mình một tay làm tay nhặn thì nó cũng hơi khó, nhặn cho cứng lại mà. Và đặc biệt là bạn đừng có đụng chạm gì nó nha, đừng có lúc đắt gì nó hết, là giờ là phải lặt hết lá đây. Đây mình sẽ dâm đây hết bao nhiêu cành đây để mấy cây này dâm bậy Tết. Thấy chưa, lựa cây nào đẹp đẹp ha. Đây cây này dài đó, thả thế này để lắp lại. Bạn phải cứ để ý đầu nha, nhiều khi mình cắt ra mình sơ ý mình cắt xong cái mình quên đầu nào cái đầu ngọn đâu nào gốc à. Mình trồng xuống nó đưa cái gốc lên trời cái khổ nữa. Thì mình đã trồng và đã thành công rồi, nên mình chia sẻ các bạn cách trồng sung bằng dâm cành thôi. Mình không có chiếc không gì hết, mình chỉ để mình dâm lên nó cho nó lên thôi. Thì cái này nói chung cũng không thành công được mấy bạn, dù bằng dâm khoảng chừng 20 cây thì nó phải lên khoảng cỡ 15 cây thôi. 15 cây. Và nếu bạn đừng có đụng như tao nói, bạn đụng tao nói thì nó sẽ rớt từ từ. Còn bạn không đụng nó nên nó sẽ sao sống đủ. Mình dâm vô sâu xuống ha cho nó chắc cú cho nó cứng. Rồi mình sẽ dâm hết những cái bự trước đi, cái nhỏ từ từ dâm, cái nhỏ mai mình mua thêm chậu, tại chậu mình thiếu chậu cả. Đây mình đã tọt lỗ, ta đã tọt lỗ sẵn rồi, vậy cắm xuống thôi. Như vậy nhận đi, nhận cho cứng, chứng cứng đường cho lúc lắc là được, nó lên rồi. Tay trồng, tay quay, tay cầm, tay trồng cũng hơi khó bạn ha. Mà bạn thông cảm xem, điện thoại hơi rung rung chút xíu. Thường bạn trồng xuống cái mấy sung kia sung con á thì nó sẽ không bao giờ có trái đâu. Mình đây có mấy cây con mình đã trồng rồi, mình đã lấy hộp mình ươm mình trồng, nhưng mà đều lâu lắm đó, nó sẽ mình không thấy ra trái. Mà nên mình bữa nay mình quyết định mình hồi đó mình cứ chỉ là trồng thử thôi, trồng thử nó lên hay không mình mới dám chia sẻ các bạn. Thì nói chung mình trồng giờ cũng đã thành công rồi, thành công thì mình kia làm clip thì mình chia sẻ thôi chứ đam mê mà, dù chơi cây này cây kia rồi nó mới có hoành tráng, chứ chờ loại mai không thì cũng không được. Ngày mai mình sẽ làm cái clip bón phân cho mai, chút mình quay luôn điều mình sẽ cách tách ra để hai clip nó dài quá mà sẽ làm cho các bạn mất thời gian xem. Giờ mình cũng không có chiêu đời nhiều nên mình sẽ tách cái clip bón phân N3 vô cho cái mai ra, chút mình sẽ làm luôn rồi mình sẽ đăng. Rồi cho nên mình hết chậu rồi, rồi còn có mấy cái chậu rồi, còn đây cái nó trồng luôn nữa kia thôi ha. Để còn mấy cái cây đó đẩy đó, cứ ngâm đại đi, mai tính. Các bạn trồng xong rồi mai các bạn sẽ dùng cái nước N13 các bạn ngâm đó, nước N3 với cái mấy cái phân mà siêu
rải đó, bạn sẽ tưới vô cho nó luôn. Mai bạn sẽ còn bao nhiêu bạn sẽ pha loãng ra, pha loãng lên chút xíu bạn sẽ tưới dần đều. Tại mình đây trồng nhiều nhiều này mà để huyền hữu này pha thì nó sẽ không có được hết, nên mình sẽ pha loãng cho mình trồng. Trong bảy tết có trái cành tết, trái băng tết bảy bà chừng vui. Đây thì nào nếu bằng pha nào 3M không ấy, nó sẽ không đen vậy. Đây mình có bỏ thêm cái này để vô đây nó mới đen này. Nó pha thêm phân vi lượng này, phân vi lượng VTV vô nữa cho nó mới có màu đen vậy. Giờ bên đây mình còn được 4 cây, 5 cây, 5 cây, 6 cây, còn được 6 nhánh nhỏ. Nhưng mà hết chậu rồi. 6 nhánh nhỏ mà hết chậu rồi. Rồi mình sẽ qua mình ngâm cắm chung với cái cây mấy cây rau cải của gia luôn, rau cải giờ trồng mình trồng rau cải nữa. Rồi cắm lên luôn mà ha, cắm luôn cho nó lên được lên ha. Đây. Thì đây là rau cải mình mới trồng thì mình cứ cắm ở giữa đi. Thì sao mình cắt rau cải ăn này nó còn được cái xung. Khỏi mấy công phải trồng lại. Đó. Tại bạn dăm gì thì dăm thôi chứ nó cũng không chắc ăn là nó lên được 100% đâu bạn. Chỉ dăm bằng cành mà chừng nào bằng chiếc nó mới lên được hết chứ. Mình không có thời gian chiết nên mình xài bằng cành này bằng dâm luôn. Thì đặt tới bằng chiết ra thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn dâm như cành như vậy thì nó sẽ không có được hiệu quả mấy. Tại vì nó dạng mình dâm cành nên có cây lên cây không. Rồi vậy giờ mấy cái cải này đụng vô nó đứt rồi lại đứt gốc hết. Mình cắm đại nó vô đi ha. Cắm đại nó vô đây đi, lên được thôi. Đó. Thì còn có 6 cây nữa, mùa trậu thì cũng kỳ. Cầm đại đi về, lên được lên không được thì thôi. Đây, những cây mình, cái mai mình ghép trên đây. Thì đây thì lý do nó không thành công là bạn biết sao. Do không thành công là do nó có cái lá này. Nó nuôi lá dưới ở ngoài đất thì mình không có tưới, mình lại khô đây. Nó chết. Còn cái, nên nó không có dính bo. Còn cái cây bên đây thì mình đã cắt hết lá rồi bạn. Đây. Cắt hết lá dưới gốc rồi. Thì nó đã cũng đã dính rồi. Đây. Mình cắt hết lá thì nó đã thành công đúng không? Mình này mình ghép nguyên một cái đọt vô bá luôn, nguyên cái đọt luôn. Nó nguyên một cái cục cây lên cái bá luôn. Kính cái nào quay cho rõ cho xem. Đây. Đó, nguyên một khúc cây vô bá luôn, mình cũng đã thành công rồi. Còn cây bên đây thì cũng đi xong rồi. Không có nước là như coi như là nó không có thành công này. Nó trừ mấy cây thành công là nó phải có nước vậy nè bà. Trong nó có xương như mới thành công nha. Thôi thì ở ngoài này cũng được thì ít là sao. Còn cái cây này đây nay mới có thấy bông của cái mai mình trồng đây, để được 2 năm bạn. 2 năm đây bông này. Không biết bông này nó mấy cánh này để mai nở coi nó mấy cánh. Nó được thì để, còn không được thì cắt ghép luôn. Mai này dàn cho mấy tàn mà, điều tàn. Thì để chừa cái bông thử coi, chừa cái bông thử coi mai nó được bao nhiêu cánh mình mới biết được mà cách xử lý nó nha. Bên đây mình cũng có cái sung bạn, cái sung này cũng mình đã bữa hôm mình uống các bạn, thì uống chị đây. Đã ra tốt sung sôi đây. Cái sung gốc thì cũng nói chung cũng xấu xí lắm. Uống tàn chi đây. Đây, uống tàn.